Chào mừng quý vị quay trở lại kênh Ngày Tốt Toàn Thư. Chúc quý vị đón một ngày mới nhiều sức khỏe, tràn ngập niềm vui và tài lộc. Thưa quý vị, tuần mới từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 21 tháng 2 âm lịch nhuận. Năm con giáp dưới đây hãy chuẩn bị tinh thần để vượt qua những khó khăn, chắc trở, bởi đây là tuần đen đủi nhất của các bạn. Thời điểm này, công việc không thuận lợi bởi sự chèn ép của cấp trên và đồng nghiệp, thị phi liên tục bùa vây, bạn ngồi không cũng trúng đạn, vận tài lộc không khởi sắc hơn khi tiền không kiếm được nhiều nhưng lại chi tiêu quá đà tình duyên cũng ảm đạm không kém khi những mâu thuẫn liên tục xảy ra giữa hai bạn tóm lại trong tuần này sẽ rất mệt mỏi nếu bạn không tìm được phương án giải quyết thì sẽ mãi trượt dài trong rắc rối một tuổi tý người tuổi tý cần phải cẩn thận trước những mâu thuẫn thị phi có thể xảy ra ở chốn công sở tử vi khuyên bạn nên hạn chế tính nóng này tốt nhất nên chín bỏ làm mười hạn chế so đo tính toán với người khác người tuổi tý đừng để những lời xì si xào ban tán của đồng nghiệp cản bước chân của mình bạn hãy tập trung vào nhiệm vụ được giao không ngại đề xuất ý kiến quan điểm của mình tin rằng sự cố gắng của bạn luôn được những người cấp trên tin tưởng ghi nhận phương diện tài lộc rực sáng vào thời điểm giữa tuần có lẽ đây chính là lúc các khoản đầu tư từ trước đó đem lại lợi ích lớn lao cho bạn người làm công ăn lương người làm ăn có thể tìm ra hướng đi mới giúp tiền chảy vào túi thuận lợi hơn hẳn khoảng thời gian trước đó tuy nhiên một số người vẫn sẽ phải bôn ba khá vất vả nếu muốn kiếm được đồng tiền hãy suy nghĩ tích cực tự động viên bản thân rằng càng vất vả bao nhiêu bạn sẽ càng thu nhận được nhiều điều hay bấy nhiêu phương diện tình cảm chưa có nhiều khởi sắc đáng kể bạn và nửa kia vẫn thường xuyên mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt diễn ra hàng ngày có lẽ hai người đều cần có một khoảng thời gian riêng tư để đánh giá lại bản thân cũng như mối quan hệ hiện tại để được may mắn hơn trong thời gian này những gia chủ tuổi Tý cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh hộ thân giúp thân mệnh vững chắc chiều mời quý nhân giúp đỡ hóa giải những vận hạn đen đủi từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc may mắn và bình an 2. tuổi Mão có lẽ đây là một tuần khá vất vả đối với người tuổi Mão, nếu bạn muốn khẳng định vị trí của bản thân. Thời điểm này, cả cấp trên và đồng nghiệp đều có ý định gây khó dễ cho bạn. Bạn cần phải thực sự mạnh mẽ và tin tưởng vào bản thân mới có thể vượt qua. Phương diện tài lộc cũng không mấy suôn sẻ, khi việc hợp tác đầu tư luôn xảy ra sự cố bất ngờ. Bạn nên thay đổi cách làm việc của mình, chớ đưa ra những quyết định nóng vội gây ảnh hưởng đến mối quan hệ và việc kiếm tiền vận trình tình cảm của bản mệnh cũng có dấu hiệu đi xuống tuy nhiên bạn càng lo lắng thì lại càng chẳng thể tìm được lối ra cho mối quan hệ tốt nhất hãy cho bản thân khoảng không gian riêng để cân nhắc về những điều mà mình thực sự mong muốn và quý trọng người đã có đôi có cặp có thể nảy sinh hiểu lầm với nửa kia của mình những lúc như thế này hai bạn cần bình tĩnh và lắng nghe nhau chia sẻ với nhau mọi điều thật chân thành tin rằng mọi chuyện đều có thể cứu vãn nếu đôi bên vẫn còn trân trọng mối quan hệ này. vận trình sức khỏe của tuổi mão theo tử vi cho rằng tình trạng không được tốt cho lắm. mệnh chủ tuổi mão thường cảm thấy đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, ngủ không sâu giấc nên nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám, kiểm tra sức khỏe, tránh những hậu quả đáng tiếc. nên cân bằng cuộc sống và công việc, đừng tự tạo quá nhiều áp lực cho mình tuổi mão nên sử dụng vật phẩm phong thủy linh phù dài hạn để hóa giải vận hạn kích hoạt tài lộc cầu may mắn bình an đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống linh phù đã được khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng với tuổi của gia chủ nên bạn hoàn toàn yên tâm chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả 3. tuổi thân xem tử vi tuần mới từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 21 tháng 2 âm lịch nhuận của 12 con giáp. Tuần này, dưới sự tác động của hung tinh, người tuổi thân có thể rơi vào tranh cãi với đồng nghiệp, may mắn sau đó bạn khẳng định được những quan điểm đúng đắn của mình, khiến mọi người xung quanh tin phục và cấp trên đánh giá cao. Theo tử vi, tình hình tài chính không được khả quan, do công việc không thuận lợi nên tiền không đủ dùng. Nếu bạn thiếu tiền, tốt nhất nên nhờ sự giúp đỡ của người thân hoặc bạn bè thay vì chọn một khoản vay, bởi có thể khiến bạn bị lừa đảo bạn nên lên kế hoạch cho tháng sau để tăng thu nhập duy trì tài chính cần thận trọng không hành động bốc đồng hùng tình xuất hiện trong tử vi là lời nhắc nhở bạn nên cẩn thận trong bất cứ công việc gì đặc biệt là khi cần xuất hành hoặc tham gia giao thông hãy luôn tuân thủ luật giao thông không nên lái xe hoặc lao động tay chân khi đang thiếu tỉnh táo để tránh gặp phải sự cố đáng tiếc phương diện tình cảm có khởi sắc vào đầu tuần nhưng sau đó mọi việc lại trở nên khá ảm đạm. Có lẽ bạn khá rụt rè, không dám kéo gần khoảng cách với người ấy, nên mới phải chứng kiến đối phương gần gũi, thân thiết với người khác. Đây có lẽ là bài học đắt giá mà bạn cần rút kinh nghiệm. Tuổi thân nên sử dụng vật phẩm phòng thủy linh phủ giải hạn để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc, cầu may mắn, bình an, đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống. Linh phù đã được khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng với tuổi của gia chủ, nên bạn hoàn toàn yên tâm, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả. 4. Tuổi dậu Mọi chuyện không suôn sẻ với người tuổi dậu ngay từ đầu tuần. Thương quan và tỷ kiên khuyên bạn chớ nên quá ương bướng, cứng đầu cứng cổ, không chịu nghe lời khuyên của người khác. Chỉ khi bạn rút kinh nghiệm từ lỗi sai của mình, mọi việc mới được khắc phục và tiến triển thuận lợi. Phương diện tài lộc không có biến động quá đáng kể, thời điểm này chỉ có những người làm tự do mới có đồng ra đồng vào còn nếu làm trên các lĩnh vực khác bạn tốt nhất nên chi tiêu tiết kiệm chớ hoang phí hoặc đầu tư mù quáng kẻo rơi vào cảnh trắng tay bạch hổ hung tinh mang lại điềm báo bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu bạn cần chú ý rèn luyện thân thể sinh hoạt điều độ chớ nên thức khuya dậy sớm khiến cơ thể mệt mỏi làm việc kém hiệu quả tuy nhiên phương diện tình cảm của bản mệnh lại vô cùng rực rỡ người độc thân có thể cảm thấy mến mộ một ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên hãy tự tin bước lại gần và kéo gần khoảng cách với đối phương tin rằng người ấy cũng sẽ mở lòng đáp lại tình cảm của bạn để được may mắn hơn trong thời gian này những gia chủ tuổi dậu cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân tỵ dậu sửu để trợ mệnh hộ thân giúp thân mệnh vững chắc chiều mời quý nhân giúp đỡ Hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Năm tuổi hợi. Người tuổi hợi không nên đặt những lời đàm tiếu của kẻ tiểu nhân ở trong lòng. Bạn là người hiểu rõ nhất bản thân mình. Nếu bạn luôn làm tốt nhiệm vụ được giao thì không có gì phải sợ hãi. Sự thật chắc chắn sẽ chứng minh được ai là người đúng, ai là kẻ sai. Tài lộc đến cuối tuần mới có dấu hiệu khởi sắc. Các công việc làm thêm giúp bạn có một túi tiền khá rủng rỉnh. Tuy nhiên, để có thể kiếm được khoản tiền này, bạn sẽ phải dành khá nhiều thời gian và sức lực. Đại Hào cho thấy, dù túi tiền không mấy dư giả, dạ, nhưng bạn lại thường chi tiêu quá nhiều và những việc không cần thiết. Nếu muốn giàu có, bản mệnh cần có cách chi tiêu hợp lý hơn, không nên kiếm được bao nhiêu, đã tiêu sạch bấy nhiêu. Phương diện tình cảm không có nhiều điểm sáng, khi từ giữa tuần trở đi, xích mích liên tục xảy ra giữa bạn và người ấy. Khi quan hệ đôi bên ngày một xa cách, kẻ thứ ba sẽ rất dễ có cơ hội xuất hiện. Cả hai người đều cần quan tâm hơn đến nửa kia của mình. Tuổi hợi nên sử dụng vật phẩm phong thủy linh phù giải hạn để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc, cầu may mắn, bình an, đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống. Linh phù đã được khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng với tuổi của gia chủ, nên bạn hoàn toàn yên tâm, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 5 con giáp suy giảm nhất trong tuần 3 của tháng 2 âm lịch nhuận. Quý vị có thuộc một trong những con giáp ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 34 9119 để được tư vấn. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo xin cảm ơn